hết thảy 14 người mua vé 4 giờ rưỡi. Mà bây giờ cái nhà máy bay này nó bắt đi tới 8 giờ rưỡi. Hãng máy bay của tụi em là dời 14 người khách của chị xuống 8 giờ rưỡi tối. Sao dời mà sao lý do gì dời? Cho tôi biết lý do chính đáng đi. Em nói chuyện với anh quản lý thì anh quản lý nói là không nói chuyện với em, nói là tôi không nói chuyện với chị. Xôn xao clip người phụ nữ bức xúc vì mua vé máy bay chuyến sớm với giá 2 triệu nhưng bị hãng tự ý đẩy xuống chuyến trễ hơn với giá chỉ 900 ngàn. Theo đó, người phụ nữ đã đặt vé máy bay cho một đoàn khách du lịch tổng cộng 14 người từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 16 giờ 30 phút. Thế nhưng khi cả đoàn đến sân bay để check-in thì tá hỏa khi được nhân viên báo lại là chuyến bay của mọi người đã được thay đổi thành chuyến 20 giờ 30 phút mà không vì bất kỳ lý do nào cả. Chưa hết bức xúc vì hãng máy bay tự ý thay đổi giờ bay của khách hàng, nhóm khách du lịch tiếp tục bàng hoàng khi nhận ra giá vé máy bay giữa hai chuyến có sự chênh lệch khá lớn. Trong khi giờ bay của chuyến 16 giờ 30 phút là gần 2 triệu đồng, thì giá vé của chuyến 20 giờ 30 phút lại chỉ đâu đó khoảng 900 ngàn đồng mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, khi người phụ nữ lên tiếng khiếu nại thì lại không có người tiếp nhận, thậm chí còn đe dọa sẽ gọi bảo vệ đến để đảm bảo trật tự an ninh sân bay. Ngồi đợi đi 8 giờ rưỡi máy bay, em mới hỏi là vé của em trong đây là 4 giờ rưỡi mà sao phải 8 giờ rưỡi? Thì cái hãng, cái chị nhân viên bán vé máy bay mới nói là tụi em bên hãng máy bay của tụi em là dời 14 người khách của chị xuống 8 giờ rưỡi tối. Rồi chị mới nói ủa sao kỳ vậy, sao dời mà sao lý do gì dời, cho tôi biết lý do chính đáng đi. Rồi cái, họ nói là khai thác, mà khai thác cái gì? Nếu mà lý do thời tiết xấu hay là có bão có tuyết thì bên em đồng ý chấp nhận, tại vì cái đó là tai nạn. Nhưng mà họ nói là lý do không có lý do. Rồi em mới hỏi anh đó nói là lý do là tại bên em thay đổi chuyến bay. Rồi em tự thay đổi chuyến bay, em có ghi lại luôn. Rồi em mới nói là em không đồng ý, nếu bên anh tự thay đổi chuyến bay thì anh phải bồi thường cho em. Là em ra tới Sài Gòn em trễ chuyến máy bay với em trễ xe bao đó thì anh bồi thường cho em 14 người. Anh nhân viên nói không đồng ý thì em bức xúc quá, nên hôm nay em đăng cái clip này lên. Em có giấy tờ, em nói chuyện với anh quản lý thì anh quản lý nói là không nói chuyện với em, nói là tôi không nói chuyện với chị. Mà em là người mua vé máy bay, em đứng ra em mua vé máy bay 14 vé máy bay mà anh đó nói không nói chuyện với em. Xong rồi em bức xúc quá em mới nói với chị kia, thì chị kia mới nói là sẽ gọi bảo vệ lại. Em nói em đâu có làm gì sai đâu, tôi đưa vé ra là vé của tôi 4 giờ rưỡi mà tại sao quỷ chuyến của tôi 8 giờ rưỡi, vì lý do gì cho tôi biết, nếu lý do thời tiết xấu thì tôi đồng ý, mà anh chị không có lý do đưa ra mà quỷ vé của tôi, đột ngột quỷ vé, bây giờ tôi chỉ trễ chuyến máy bay đi về Mỹ. Thì bên nhân viên bên hãng không có đền bù gì cho em mà cũng không nói gì hết, rồi còn đòi gọi bảo vệ lại, nói kêu bảo vệ lại xử chị. Bây giờ em bị mất hết mười mấy triệu tiền vé xe, đặt vé xe lạnh về đó để về Cà Mau, bởi vì mười mấy người phải đưa tiền người ta mới chừa cho mình vé ngồi, còn nếu không có đưa tiền đặt ghế đó là người ta không có giữ ghế, ta sợ mình quỷ á. Do hãng máy bay tự ý thay đổi giờ bay làm ảnh hưởng đến cả kế hoạch di chuyển của cả đoàn 14 người, trong khi không thể khiếu nại được ai, nên người phụ nữ đã đăng tải đoạn clip chia sẻ lại câu chuyện của mình để mọi người xem như là một bài học kinh nghiệm khi đặt vé máy bay. Người phụ nữ này cũng chia sẻ bên dưới bình luận sau khi trở về nhà sẽ nhờ công an vào cuộc xử lý, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Một số bình luận của dân mạng để lại: hy vọng cơ quan nhà nước vào cuộc để bảo vệ quyền lợi khách hàng cũng như người tiêu dùng. Mấy bạn sau này có đi, nếu có điều kiện thì buổi sáng, nó ít delay hơn là buổi tối. Chiêu trò của các hãng bay như sau: tung ra 3 chuyến bay với 3 khung thời gian khác nhau, 16 giờ, 17 giờ, 18 giờ, nhưng thực chất chỉ trên một tàu bay. Tung ra 3 giờ như vậy đến bán cao tiền và gộp 3 chuyến lại một chuyến. Hy vọng bên phía máy bay có bài đính chính xin lỗi và bồi thường cho chị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.